Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay nhà vườn Huy Hoàng xin được giới thiệu một dòng cây ăn quả mang giá trị dinh dưỡng cũng như là kinh tế rất là cao. Đó là cây táo tẩu. Cái hôm nay mình giới thiệu với các bạn ở trên đây được nhà vườn nhà mình nhập khẩu trực tiếp và đưa về vườn. Cây hiện tại thì có chỉ cao khoảng 2 mét nhé. Rất nhiều cành, nhiều nhánh phụ. Bên mình thì đã cắt tỉa gọn gàng. Đây các bạn có thể thấy cây hiện tại thì mình đang để là 5 cành phụ nhé. Cành thì đã để ra rất nhiều cành nhánh nhé. Trên những cành nhánh thì lá mầm non này phát triển này, đó rất là xanh này, tươi tốt này. Bầu rễ của cây thì đã được ôm gọn nhé, chắc chắn nhé. Các bạn để ý này, đó. Bầu rễ cây bên mình rất là ổn định, đường kính cầu gốc khoảng tầm từ 8 đến 10 nhé. Đây đường kính cầu gốc khoảng tầm từ 8 đến 10, phát thân thì tầm từ 65 đến 70 nhé. Tuổi thọ của cây ở trên 5 năm nhé. Khi cây phát triển này thì tán lá rộng và rậm nhé, lá thì có hình bầu dục, có răng cưa và rất khỏe mạnh. Cây thì đang vào mùa ra hoa nhé. Hoa thì có rất nhiều, này, các bạn có để ý này, rất là nhiều. Trên mỗi cành, mỗi nhánh nhé, dài khoảng tầm 20 phân thôi, thì có tới khoảng tầm là chục bông hoa nhú ra nhé. Đây, rất là nhiều. Nhánh nào thì cũng có hoa nhé. Đó, hoa của loại này thì có màu trắng, gồm 5 cánh nhé. Nó thì sẽ mọc thành từng cụm một nhé. Từ khi ra hoa tới lúc quả chín là khoảng tầm từ 5 đến 6 tháng nhé. Tầm khoảng đến cuối tháng 10 là các bạn có thể thưởng thức được táo tàu chín đỏ rồi ạ. Ánh sáng cũng là một yếu tố rất quan trọng để quyết định tới chất lượng cũng như là hương vị của quả táo nhé. Nên các bạn cần lưu ý cho mình điểm này nhé. Khi mà cây tới thời điểm mà gần thu trái ấy, thì cần cung cấp đầy đủ ánh sáng thì quả sẽ mới ngon, ngọt và giòn được ạ. Quả cây khi chín thì sẽ có màu đỏ sẫm nhé, hoặc là màu tím. Hương vị của nó thì rất là ngọt, giòn nhé. Trên thị trường hiện nay thì giá của một ký quả khô dao động từ 280 đến 300 ngàn một ký. Đây là một lựa chọn khá là tốt để bà con nông dân chúng ta có thể là canh tác cũng như trồng trọt nhé. Ngoài ra thì quả chứa rất nhiều chất xơ, vitamin và chất khoáng nhé. Nên là rất là được ưa chuộng để sử dụng làm các thực phẩm như là kẹo, mứt cũng như là các món tráng miệng nhé. Trong y học thì nó còn giúp cải thiện chứng mất ngủ, nâng cao sức khỏe và chống lão hóa. Giống táo tàu này thì đã được thuần Việt, rất dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Bên mình thì có rất nhiều kích thước cây khác nhau, số lượng rất nhiều. Mọi người có nhu cầu mua cây hoặc là cần tư vấn hỗ trợ trực tiếp về giống táo tàu này thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo bên mình 092 692 2886 hoặc có thể trực tiếp ghé thăm nhà vườn tại địa chỉ phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Vườn nhà mình chuyên cung cấp các loại cây ăn quả, cây ngoại nhập. Bên mình sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cây tại vườn, gọi điện thoại cho các bạn xem cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.